mình đã chuẩn bị sẵn ha tiếp theo tiếp theo chúng ta cũng có một mẫu của PUBG mẫu này là stray ultra uh, thành phố này là bo Bochinki ha stray Alta Bochinski. và có những hình uh, hình kiểu người lính đang chạy né bom né mìn nè à. đó chúng ta sẽ học cách để thiết kế được một cái logo giống như vậy Đầu tiên mình sẽ vào à, mình sẽ tạo trang thiết kế mới, chúng ta vào file. Sorry, chúng ta vào file new. Chiều ngang á chúng ta để 29 ha, chiều dọc để 41, số đo các bạn chọn là cm nha. Resolution chúng ta để 72 hoặc là lớn hơn. Ok, đầu tiên là mình sẽ ghi cái dòng chữ ra trước, mình sẽ dùng công cụ type tool, tiếng tắt là chữ T các bạn nha ở trên menu nằm ngang phía trên chúng ta chọn màu chữ ở đây mình sẽ ghi là màu đen trước rồi cũng trên thanh menu nằm ngang phía trên chúng ta chọn phong chữ à, <laughs> mình sẽ dùng phong là utm bay pass các bạn nha stray Outta uh... pochinki Ok. Rồi, ở đây mình muốn các dòng chữ có chiều ngang bằng nhau thì chúng ta phải thay đổi kích thước của những dòng. Đầu tiên mình sẽ tô cái hàng đầu tiên nè. Chúng ta vào window mở bảng là character các bạn nha. Đó, ở đây có cái nút có hình là chữ T lớn T nhỏ, chúng ta nắm và kéo là có thể thay đổi được kích thước của cái dòng chữ đó. Rồi tiếp đến chữ alta mình cũng tô đen và mình dùng uh, bảng character để mình thay đổi kích thước ha tiếp đến cái chữ outta này mình muốn cái dòng á cho nó cách xuống một chút một chút ha à, mình sẽ click vào cái icon có chữ A lớn nằm trên chữ A nè đó chúng ta cũng click và nắm kéo là có thể thay đổi được cái độ xa của các dòng ha rồi sau đó mình dùng công cụ move tool phím tắt là chữ V mình sẽ chỉnh cho nguyên cái dòng chữ này nó lớn ra Tiếp đến, tiếp đến chúng ta sẽ tạo một cái hình chữ nhật kiểu viền và có màu giống như vậy luôn ha. Ok, đầu tiên mình sẽ tạo một layer mới, click vào nút Create New Layer góc phải phía bên dưới màn hình nè, sau đó kéo layer đó xuống phía dưới cùng. Rồi mình sẽ dùng công cụ Rectangle Tool, phím tắt là chữ U các bạn nha, để vẽ hình chữ nhật. Ở menu bên trái có hai cái nút màu, mình click vào nút màu phía trên. Ở đây cái hình này mình muốn uh, vẽ là màu màu đen luôn ha. Chút hồi mình sẽ sửa chữ màu trắng. Ok, mình vẽ một cái hình chữ nhật màu đen. Rồi, ở đây mình muốn sửa cái dòng chữ lại thành màu trắng, chúng ta trở về công cụ type tool nè, click vào cái layer có dòng chữ. Rồi bây giờ tô đen dòng chữ này đi và trên thanh menu nằm ngang phía trên, click vào ô màu, chúng ta chọn màu trắng ha. Mình cho cái hình chữ nhật này to ra một chút. Tiếp đến mình sẽ tạo viền trắng cho cái hình chữ nhật này. Chúng ta click phải chuột vào layer, chọn blending option, click vào hiệu ứng stroke để tạo viền ha. Ở ô color là màu á, chúng ta click vào và chọn màu trắng, ở size là kích thước nè mình sẽ cho kích thước viền lớn hơn một chút <laughs> tiếp đến chúng ta muốn cái phần chữ alta này nè là màu màu trắng các bạn ha rồi chữ alta sửa lại thành màu đen thì mình đầu tiên mình cho cái cái chữ ô phía dưới chữ alta màu trắng trước mình sẽ tạo một layer mới click vào nút create new layer các bạn nha rồi ở cái layer này <laughs> các bạn lưu ý là cái layer vừa tạo phải nằm ở ngay phía trên layer hình chữ nhật đen phía dưới ha chúng ta click vào layer vừa tạo ấn tổ hợp ctrl alt g để áp layer đó vào layer hình chữ nhật màu đen khi mà mình click như vậy á thì ở đây mình ví dụ ha mình vẽ một cái màu bất kỳ lên trên layer đó đó là cái màu á, nó sẽ không vượt qua được cái hình ở phía dưới ha nó luôn luôn nó áp vào cái phần hình phía dưới thôi thì ở đây mình sẽ dùng công cụ rectangle tool phím tắt là chữ u mình vẽ thêm một cái hình chữ nhật màu trắng ở phía, làm nền ở phía dưới chữ alta ha, màu trắng. Rồi, bây giờ mình thay chữ alta thành màu đen, mình dùng công cụ type tool mình tô đen dòng chữ alta đi. Click vào ô màu phía trên và chuyển thành màu đen. Đó, tiếp đến tiếp đến mình sẽ tìm hình những cái người lính để mình ghép vào thì chúng ta sẽ lên Google chúng ta sạch với từ khóa là soldier ha soldier là người lính á đánh vần là s o i n l d e, -E r ha thêm từ khóa là si liệt. đánh vần là s i ngắn n l h o u e t t e các bạn nha à soldier mình đánh vần sai rồi soldier là s o n l d i ngắn e -N r e các bạn e r các bạn nha hi xin chào trần khánh OK, mình muốn tìm ảnh một người lính mà đang chạy nữa, thì mình sẽ gõ thêm từ khóa là run, running luôn. Đó, running là đang chạy ha. OK, mình thấy hình này được nè, mình sẽ lấy hình này trước. Chúng ta click vào hình đó, phải chuột chọn sao chép hình ảnh các bạn nha. Sau đó vào uh, trang thiết kế, chúng ta ấn tổ hợp Ctrl V để dán hình thiết kế đó vào. Một hình đầu tiên, mình sẽ tìm khoảng uh, ba hình ha Ok, không tìm thấy hình chạy, mình sẽ lấy một cái hình ngồi và mình chuyển nó thành hình chạy luôn ờ, Mình phải chuột sao chép hình ảnh này ha Và vào Photoshop, ấn Ctrl V để dán hình đó vào Ok, cái hình silhouette á Hiếm quá, không có nhiều kết quả Thì mình lấy luôn hình một cái ảnh người thật ha Rồi một tí mình chuyển nó thành hình trắng đen luôn Mình phải chuột cũng sao chép hình ảnh Rồi vào Photoshop ấn Ctrl V Dán vào Ok, đầu tiên đối với hình uh, hình người chạy mà người thật này Đầu tiên mình sẽ tách nền nó ra Mình sẽ dùng công cụ là magic wand tool phím tắt là chữ w các bạn ha, mình sẽ chọn phần nền trắng nè. Click vào phần nền trắng. Sau đó vào select, chọn inverse để đảo vùng chọn. Đó bây giờ mình chỉ còn chọn hình người lính ha. Ở đây có một phần góc người lính bên này mình cũng muốn bỏ cái vùng chọn nó ra thì mình sẽ dùng thêm công cụ Polygonal lasso tool ở trên bàn phím á, chúng ta ấn nút alt để chúng ta loại bớt đi cái phần chọn đó ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần ấn tổ hợp Ctrl J là chúng ta tạo một layer mới chỉ có hình chọn. Rồi hình này muốn chỉnh thành trắng đen á rất là đơn giản. Chúng ta ấn tổ hợp Ctrl U mở bảng Huê Saturation lên. Ở một Linus mình chỉnh hết về phía bên trái. Đó là chỉnh được thành hình trắng đen ha. Rồi cái hình này đang xoay về phía phải nè. Mình muốn xoay về bên trái á. Thì chúng ta vào Edit, vào Transform chọn là flip horizontal các bạn nha đó chúng ta lật ngược hình lại sorry lật ngược hình này lại hai lê thanh đức à, nếu như chúng ta đặt dưới 10 áo á, thì chỉ in được mặt trước và mặt sau lê thanh đức nha còn ở trên tay áo á, là phải trên 10 áo thì cái cô mới in được ở trên tay áo Ok mình kéo hai cái layer cái dòng chữ Stray Alta Bocinski á mình cho nó xuống dưới một chút. Thì mình ấn tổ hợp mình ấn control ha, mình chọn một lúc hết các layer rồi mình kéo nó xuống dưới. Hai à, xin chào Nguyễn Thành Nhân. OK, chúng ta xong hình người lính đầu tiên, người lính thứ hai đang ngồi mà mình muốn chạy luôn, mình sẽ chỉnh thành kiểu chạy luôn ha. Chúng ta đầu tiên mình sẽ tách nền ra trước đã, mình dùng công cụ Magic Wand tool, mình chọn phần nền trắng nè, rồi mình ấn Delete, mình xóa đi ha. Sau đó mình vào Image, sorry mình vào Layer chọn smart object ha, mình ấn là convert to smart object. Chúng ta chuyển cái layer này lại thành kiểu smart object ha. Sau đó vào edit. Chọn hiệu ứng là puppet wrap các bạn nha, puppet wrap, click vào. Rồi công cụ này rất là hay. Đầu tiên mình sẽ chọn những cái điểm mà mình mình muốn cố định ha, không muốn bị thay đổi á. Rồi tiếp đến mình mới click vào cái chân nào mình muốn thay đổi cái chân thì mình click vào, mình cho nó thành chạy ha. ấn enter coi là ok chưa à, cái dáng chạy này nó hơi kỳ rồi các bạn muốn sửa lại á thì đang ở layer này có hiệu ứng Grab ha chúng ta chỉ cần double click vào cái hiệu ứng đó đó bây giờ mình có thể sửa lại à, mình kéo cái chân này nó lùi về một chút cho cái dáng nó đẹp hơn Ok Rồi mình sẽ dùng move tool Phím tắt là chữ V Mình À Đối với cái layer này đang có hiệu ứng Puppet Grab á, chúng ta sẽ không thu nhỏ lại được ha Chúng ta phải phải chuột vào layer đó Chọn là Rasterize layer Đó, chuyển cái hiệu ứng đó Nhập thành cái file hình luôn Thì bây giờ mình mới có thể thay đổi kích thước hình được Rồi hình người lính cuối cùng chúng ta click vào layer đó ờ, ở đây mình sẽ dùng công cụ là background eraser tool ha phím tắt là chữ E để mình xóa cái phần nền trắng đi click vào phần nền trắng rồi xung quanh cái hình này vẫn còn cái viền trắng nè mình ấn tổ hợp control U mình mở lên bảng hue saturation ha một lineis kéo hết về bên trái là chúng ta chỉnh được hình đen hoàn toàn. Ai xin chào Hoàng Quốc Vương cảm ơn Hoàng Quốc Vương rồi, có cái đường đen phía bên dưới. Mình muốn xóa đi. Dùng công cụ Rectangular Marker Tool nha. Tô khối cái đường đen. Ẩn Delete. Hình này không có cái bàn chân. Chắc mình sẽ phải... Uh... vẽ thêm cái bàn chân vào ha. Ok mình xóa cái đường đen trước đã. Rồi cái bàn chân mình sẽ dùng cái bàn chân ở phía trước nè, mình tô tô đen nó đi ha, tô khối ha, ấn tổ hợp control J. Để chúng ta tạo một layer mới, chỉ có bàn chân đó, kéo qua bàn chân phía sau ha. Đó. Rồi mình ấn nút control nè, chọn layer cái bàn chân và cái layer người lính, ấn control E để nhập nó thành một layer. Hi, xin chào đào mạnh long. Ở đào mạnh long ơi, bạn có thể lên fanpage co. vn á vào một video ha. Đó là có những cái livestream các phần trước ở trên đó nha. Tiếp đến, tiếp đến mình sẽ muốn có những cái hiệu ứng cháy nổ ở đè giống như vậy nè ở dưới phần nền cái này ha. À những hình này mình muốn là màu trắng chứ không phải màu đen ha. Đối với hình đang là màu đen muốn thành màu trắng rất đơn giản, click vào layer đó, ấn control y chúng ta sẽ chuyển nó thành màu trắng ha. Đó, và mình sẽ tạo một cái layer màu đen ở phía dưới cùng để cho dễ thiết kế ha. Chúng ta click vào nút create new layer nè, góc phải phía bên dưới màn hình, kéo xuống dưới cùng. Rồi dùng công cụ thùng sơn, phím tắt là chữ g. Và chúng ta Ờ, có hai nút màu á chọn nút màu phía trên chọn màu đen chúng ta tô đen một cái phần nền ha tiếp đến mình sẽ tìm những cái hiệu ứng cháy nổ mình sẽ sạch từ khóa là explosion bng ha bng đó là những cái hiệu ứng cháy nổ mà định dạng là bng kiểu đã tách nền ha ok thấy cái này đẹp quá nè phải chuột chọn sao chép hình ảnh vào photoshop ấn control v À không được, không được chúng ta Đối với hình mà đã tách nền rồi á Chúng ta không có ấn còn trên V được ha Tại vì các bạn thấy không Sao chép và dán vào á Nó sẽ có một cái nền đen như vậy Mà đối với những hình đã tách nền rồi á Chúng ta phải lưu về máy tính ha Rồi mở lên bằng Photoshop Đó, bây giờ mới ấn còn trên A Chọn khối tất cả ha Ấn còn trên C để copy Rồi vào trang thiết kế nè Ấn còn trên V để dán vào đó, thì chúng ta mới giữ được cái độ tách nền của hình ảnh này. Cái layer của vụ nổ này mình muốn cho nó nằm phía dưới cái layer người lính á. Nắm và kéo nó xuống dưới layer người lính ha. Chắc là mình cái những cái vụ nổ này mình sẽ không chỉnh trắng đen mà mình sẽ để màu luôn, mình thấy để màu nó đẹp hơn. Ok, hình này quá đẹp Phải chuột, lưu hình ảnh Rồi mở lên bằng Photoshop Ấn Ctrl A, Ctrl C, Copy Vào trang thiết kế, Ấn Ctrl V để dán vào Để màu như vậy rất là ấn tượng ha Ok, mình kiếm thêm một cái vụ nổ nữa. Hai Lê Thanh Đức 10 áo Đối với 10 áo các cô làm khoảng 7 tới 10 ngày các bạn ơi 7 tới 10 ngày nếu như mà không gấp ha Còn gấp thì bạn thông báo các cô thì các cô có thể làm nhanh hơn Ok, lấy thêm hình này nữa. Rồi. Nhưng mà để màu này thì mình thấy nó cũng không có hợp với những cái thiết kế của mình. Mình sẽ chuyển thành trắng đen ha. Chúng ta ấn control chọn một lúc hết ba cái layer vụ nổ nè, ấn control E để nhập lại thành một. Để chuyển thành trắng đen á, chúng ta ấn tổ hợp control shift U ha. Đó, chuyển nó thành trắng đen. Ok, mình thấy trắng đen thì nó hợp hơn. Rồi, tiếp đến mình sẽ muốn tạo một cái hiệu ứng uh, những cái lỗ đạn ở trên cái uh, hình này ha và có những cái uh, kiểu như cũ kỹ những cái chấm 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 nè xung quanh đó. đó. Thì đầu tiên mình sẽ tìm những cái lỗ đạn ha. Mình sẽ gõ từ khóa là bullet hole. Bullet đánh vần là B U L L -E, e T ha. Hole là lỗ đạn. Hole uh, là H O L E đó chúng ta sẽ tìm được hình những cái lỗ đạn. OK, mình lấy hình này luôn. À, chúng ta sẽ OK hình này mình thấy nhiều hơn hay hơn nè. Hình này tách nền sẵn luôn ha, mình phải chuột lưu hình ảnh về máy mở lên bằng Photoshop. Rồi mình muốn lấy cái lỗ nào á thì chúng ta sẽ dùng công cụ chọn khối nè, Rectangular Marker Tool. À, chúng ta chọn khối cái lỗ đạn mình muốn lấy vào trang thiết kế ấn Ctrl V ha để dán hình đó vào. <laughs> để copy layer này các bạn có thể ấn Ctrl J để nhân đôi nó lên. Rồi có nhiều rất nhiều lỗ đạn ha, mình sẽ lấy nhiều cái lỗ đạn khác nhau để cho cái thiết kế nó được tự nhiên. ok cảm ơn đào mạnh long cảm ơn đào mạnh long đã uh, cho mình câu hỏi các bạn ơi nếu có mọi thắc mắc hoặc mọi câu hỏi các bạn cũng hãy đăng ở dưới một bình luận để mình giải đáp nha rồi mình sẽ thêm một cái vết nứt nữa đã nhìn cho nó ngầu rồi tiếp đến những cái lỗ đạn này nó mờ quá mình muốn cho nó đậm hơn thì mình sẽ ấn shift ha chúng ta chọn hết các layer có những cái lỗ đạn này nè bỏ bớt cái layer vụ nổ ra rồi ấn ctrl e để kết hợp lại làm một sau đó chúng ta ấn phím ctrl l để mở bảng level lên ha tại đây mình có thể kéo hai cái điểm hai bên nè để cho cái hình cái hình nó đậm hơn ok hình đó chắc đậm hết mức rồi mình có thể ấn control J ha, mình nhân đôi layer đó lên. Tại vì sao? Tại vì những cái hình này á gốc của hình là nó đã hơi mờ so với cái nền rồi, nó đã hòa vào cái nền rồi, nên chỉnh đậm lên nó không có đậm lên được ha. Chúng ta ấn control J thì cho cho nó không có còn hòa với cái nền nữa thì cái hình nó cũng sẽ đậm hơn ha. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ thêm những cái hiệu ứng cũ kỹ ha, những cái đốm chấm vào trong cái thiết kế này mình sẽ sạch với từ khóa là grunge nha g r u n g e thêm từ khóa là texture là bề mặt á t e x t u r e đó chúng ta tìm những cái bề mặt kiểu cũ kỹ xước xước á đó ở đây mình thấy hình này được nè chúng ta phải chuột chọn sao chép hình ảnh sau đó vào Photoshop ấn ctrl v ha đó mình dán cái hình thiết kế đó vào ở đây ở đây chúng ta phải kết hợp cái layer chữ Stray Outer Sài Gòn nè và những cái nền phía dưới lại thành một ha. Mình ấn control mình chọn những layer đó. Ấn tổ hợp control E để kết hợp lại thành một. Sau đó, chúng ta kéo cái layer có hiệu ứng grunge bề mặt cũ kỹ nữa nè, kéo nó nằm ngay ở phía trên cái layer mà ờ, có cái dòng chữ á và ấn tổ hợp control Alt G các bạn nha. Đó, chúng ta áp cái layer đó vào. Sau đó ở trên bảng layer này có cái ô là normal, mình sẽ sổ xuống. Ở đây mình chọn hiệu ứng là multiply, đó. Ok, bây giờ mình tắt cái nền đen đi để xem thiết kế được chưa. Rồi, mình thấy thiết kế đã ổn rồi đó. Mình sẽ lưu thiết kế này lại, ấn tổ hợp Ctrl S nha. Chúng ta lưu với định dạng BNG, BNG các bạn nha. Và chúng ta vào gecko.vn ứng dụng thiết kế áo, mình sẽ click vào nút upload ảnh để upload cái mẫu vừa thiết kế lên. Ok Lê Thanh Đức ơi, bạn có thể đến trực tiếp Gecko để đặt áo ha. Hoặc là bạn có thể gửi email nếu mà bạn muốn in trên tay áo á, gửi email cũng được ha, để các cô báo giá rồi tư vấn trước đã, rồi bạn đến thì cho nó nhanh. Đó, lưu ý là khi mà thiết kế áo các bạn có thể chọn những màu áo khác nhau nè ha, rồi có thể chọn luôn cả kiểu áo. Ở đây click vào nút chọn lại áo á, đó, ở đây mình sẽ để kiểu áo hoodie đi ha, cho nó ngầu. Ok, mình thấy đẹp rồi đó. Mình sẽ click vào à mình sẽ lưu hình ảnh này lại và đăng ở một bình luận. Các bạn ơi có ý tưởng